Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin dự báo thời tiết ngày hôm nay và ngày mai trên kênh VTB Tiên. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay khối không khí lạnh tiếp tục dồn xuống rất mạnh, khiến cho nhiệt độ miền Bắc tiếp tục giảm sâu. Ngoài trời lúc này mây nhiều vẫn khá rác. Nền nhiệt cao nhất trong ngày hôm nay ở các tỉnh vùng núi Trung Du phía Bắc đều giảm xuống dưới 15 độ. Các vùng núi cao như Mậu Sơn, Pa Đinh, Sình Hồ hay là Sa Pa với nhiệt độ thấp nhất dưới 3 độ. Còn ở khu vực đồng bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ cũng chỉ từ 13 đến 15 độ. Về tối và đêm nay sang đến sáng sớm ngày mai, nhiệt độ tiếp tục hạ xuống thấp với nhiệt độ thấp nhất ở Bắc Bộ phổ biến từ 9 đến 12 độ, vùng núi có nơi từ 4 đến 7 độ, vùng núi cao có nơi xấp xỉ 0 độ. Có khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Dự báo đợt rét đậm rét hại này có thể tiếp tục kéo dài đến ngày 28 tháng 12 và những ngày sau đó của năm mới thì nhiệt độ nhỉnh hơn một chút. Lưu xuống thời tiết Trung Bộ, khối không khí lạnh tiếp tục cũng dồn xuống nên trong ngày hôm nay và ngày mai, khu vực các tỉnh từ Nghệ An trở vào cho đến Phú Yên sẽ có mưa vừa đến mưa to. Trong đó, trọng tâm chủ yếu là khu vực từ Quảng Trị trở vào cho đến Bình Định là vùng có mưa vừa đến mưa to, với lượng mưa phổ biến từ 40 đến 70 mm, có nơi cao hơn. Khu vực Nam Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình và Phú Yên có mưa rào và có nơi có dông, cục bộ có mưa vừa đến mưa to với lượng mưa từ 20 đến 50 mm, có nơi trên 80 mm. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh. Về tình hình nhiệt độ trong ngày hôm nay, ở khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh, nhiệt độ giảm sâu, dao động từ 14 đến 17 độ, trời rét đậm. Khu vực từ Quảng Bình trở vào đến Thừa Thiên Huế, nhiệt độ cũng giảm chỉ còn từ 17 đến 20 độ, trời rét. Khu vực từ Đà Nẵng đến Quảng Ngãi, nhiệt độ cũng hạ xuống còn 22 đến 25 độ, trời lạnh. Trong khi đó, các tỉnh từ Bình Định trở vào đến Bình Thuận, nhiệt độ cao hơn, dao động từ 26 đến 29 độ. Vì đêm nay sang đến ngày mai cho đến 3 ngày tới, khu vực phía Bắc Trung Bộ nhiệt độ sẽ giảm sâu chỉ còn 11 đến 14 độ, trời rét đậm, khả năng xảy ra mưa tuyết và băng giá. Nhìn xuống thời tiết ở phía Nam là hai khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ. Khối không khí lạnh mạnh cũng khuếch tán xuống làm cho khu vực Tây Nguyên chuyển nhiều mây, trời có nắng gián đoạn. Riêng phần phía Đông của Tây Nguyên có mưa vài nơi, với nhiệt độ cao nhất cũng giảm xuống ở mức từ 24 đến 27 độ. Về đêm nay sang đến sáng sớm ngày mai, trời se lạnh với nhiệt độ thấp nhất từ 15 đến 19 độ. Còn khu vực Nam Bộ không chịu ảnh hưởng tác động của không khí lạnh, trời vẫn có nắng, nhiệt độ ngày cao từ 29 đến 32 độ. Về chiều tối và đêm sẽ có mưa ở một vài nơi thuộc các tỉnh miền Tây, trời mát mẻ với nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ. Chuyển sang từ tiết biển ở vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau và vùng biển phía Bắc của khu vực Biển Đông có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh. Khu vực Bắc Biển Đông bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa có gió Đông Bắc mạnh cấp 6 lên cấp 7, giật cấp 9, biển động mạnh, sóng biển cao từ 3 đến 5 mét. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do gió mạnh trên biển là cấp 2.